quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Long An, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cây ATM khẩu trang cho người nghèo. Trong phần tin thế giới, diễn cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 8, cùng với thí sinh thi đợt 1 trên cả nước chính thức bước vào ngày thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trên 13.800 thí sinh tỉnh Long An đã hoàn thành 2 bài thi ngữ văn và toán của ngày đầu tiên. Sáng nay, tại 34 điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Long An, các thí sinh có mặt từ rất sớm, chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên với bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Tân An, đây là một trong 4 điểm thi trên địa bàn thành phố Tân An với 690 thí sinh dự thi. Dù có 2 cổng, nhưng nhà trường chỉ cho thí sinh vào bằng cổng chính để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Khi vào trường, các thí sinh được đội ngũ y tế, lực lượng tình nguyện viên đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi và ngồi giãn cách. Tất cả cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh đều phải đeo khẩu trang. Văn là bài thi duy nhất thi bằng hình thức tự luận tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thông qua các đợt thi thử được tổ chức trong quá trình ôn tập, các thí sinh được ôn tập rất kỹ nên hầu hết tâm lý chung của thí sinh khá thoải mái và bình tĩnh với bài thi này. Dạ, đề hôm nay dễ, em là khoảng 90%. Rồi trong đó có liên hệ thực tế về đời sống của mình. Rồi trong tình hình dịch bệnh thì em đi thi em đeo khẩu trang. Cũng hơi mệt nhưng mà cũng cố gắng là bài thi được hoàn thành. Như đề thi nếu mà theo bản thân em thì có khoảng 60-70%. Cảm thấy là tầm ổn, làm bài được. Trong cái thời điểm dịch bệnh này còn phải là vô phòng thì mình bị khẩu trang này kia nọ để phòng chống gì dịch bệnh, nhưng mà thi ở thời điểm này em cảm thấy là rất là tốt, tại vì vừa không có kéo dài cái áp lực đó, vừa ôm kịp lúc mà vô để thi làm bài tốt hơn. Ngoài các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi, các điểm thi đều dành ít nhất 2 phòng thi dự phòng cho các sĩ tử gặp các vấn đề về sức khỏe. Nếu có thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ tham gia kỳ thi vào đợt sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Dù khá lo lắng trước áp lực thi cử của con em mình trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhưng các bậc phụ huynh cũng an tâm với các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm thi. Con cũng tới ngày đi thi là nó kết thúc 12 năm học. Thì nói chung là gia đình cũng rất là mong muốn là con nói chung làm đại tốt và đạt kết quả cao để có thể dùng cái điểm đó là xét tuyển đại học cho con. Thì dịch thì hiện nay theo cái các cái chủ trương cũng như là của nhà nước cũng như là cái công tác mà phòng chống dịch của nhà trường, tôi thấy rất là an tâm. Nói chung là khi thí sinh vào thi thì đều được kiểm tra cái thân nhiệt, rồi có mang khẩu trang và quán triệt các cái quy tắc an toàn trong cái tình dịch Covid, như thế cũng an tâm, gia đình cũng không có vấn đề gì. Nó thi thì mình cũng lo, mình cũng rầu chứ. Tại vì hả, ở nhà nó ôm thì thấy nó học bài nó thức quá, mình cũng sợ, cũng lo. Trong cái môi trường ở đây thì cũng trật tự, cũng an ninh, mình cũng mừng. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Theo đánh giá của thí sinh, đề thi năm nay dựa sức và có sự phân hóa. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cắm chốt 24/24 giờ, với mệnh lệnh cao nhất là ngăn chặn triệt để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Cùng với 11 trạm kiểm soát biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thành lập thêm 42 tổ chốt với 296 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn tuần tra các lối mòn tự phát, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động đi lại của người dân hai bên biên giới, ngăn chặn triệt để các hành vi xâm nhập trái phép cũng như các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Song song đó, lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch, đặc biệt không tiếp tay giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Long An có đường biên dài, trên toàn tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở. Do vậy, tình trạng nhập cảnh trái phép diễn biến khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua biên giới rất cao. Nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, những người chiến sĩ quân hàm xanh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày đêm bám chốt 24/24 để hoàn thành nhiệm vụ kép. Vừa giữ vững vùng phên dậu biên cương, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, các cơ quan công sở trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, công tác phòng chống dịch đã được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, nhưng vẫn bảo đảm mọi hoạt động diễn ra bình thường. Nhân viên tại trung tâm thường xuyên nhắc nhở người dân doanh nghiệp đến giao dịch đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt để phòng dịch COVID-19. Đồng thời, trung tâm cũng khuyến khích người dân doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế đi lại tập trung đông người. Hiện tất cả các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch, quán triệt kịp thời cho công viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt, yêu cầu công chức và người lao động, kể cả người đến cơ quan, liên hệ công tác dự họp, dùng dung dịch rửa tay nhanh, đeo khẩu trang trước khi vào cơ quan. Đây là biện pháp đơn giản nhưng an toàn, vừa bảo vệ cá nhân, vừa bảo vệ cộng đồng trong mùa dịch. Thưa quý vị, vừa phòng chống dịch, vừa kiểm soát an toàn an ninh trên tuyến biên giới, đồng thời phải đảm bảo việc lưu thông hàng hóa. Đó là nhiệm vụ kép mà các chiến sĩ đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đang căng mình thực hiện. Tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tất cả xe chở hàng đều được phun khử trùng cả hai chiều trước khi qua biên giới. Lái xe cũng thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo, như rửa tay, đeo khẩu trang, mặc quần áo phòng hộ khi đến cửa khẩu, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Song song đó, cán bộ biên phòng tại cửa khẩu cũng tích cực hướng dẫn, tuyên truyền cho các tài xế về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Việc thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế cũng làm mất thêm nhiều thời gian, nhưng hàng hóa đều đảm bảo thông quan nhanh chóng, kịp thời, không xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ tại khu vực cửa khẩu. Trách nhiệm của anh em tài xế chúng em thì đi phải tuân theo những chỉ đạo của mấy anh biên phòng và kiểm dịch để đảm bảo tốt nhất đi về, không bị hậu quả nữa, khó lường, không thấy phiền phức gì chứ mà mấy anh hướng dẫn rất tận tình. Bình Hiệp là cửa khẩu duy nhất của tỉnh Long An cho phép vận chuyển hàng hóa qua biên giới trong giai đoạn dịch COVID-19. Mỗi ngày, phương tiện vận chuyển qua lại cửa khẩu với số lượng khá nhiều, bao gồm cả lái xe, chủ hàng. Trong khi đó, các lái xe, chủ hàng đến từ rất nhiều địa phương. Do vậy, các biện pháp phòng chống dịch trên người và phương tiện qua lại được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự giám sát của các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch, y tế, với quyết tâm không để dịch xâm nhập từ bên ngoài biên giới vào nội địa, đồng thời giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra trong khu vực cửa khẩu. Hiện tại là chúng tôi đã tăng cường 100% cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ ở trạm cửa khẩu cũng như là bể chốt trên biên giới. Trước tình hình Covid như vậy thì cửa khẩu Bình Hiệp được phép là lưu thông hàng hóa và theo chỉ thị của 16 của Thủ tướng Chính phủ là chỉ được là tại khu vực bốc số 0. Sau khi đó thì trước khi vào là biên phòng, hải quan, kiểm dịch tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, sau đó làm tất cả các thực hiện tất cả các nội quy định đảm bảo chống dịch cao nhất. Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp còn thành lập 7 chốt giả chiến, duy trì 100% quân số, luân phiên trực 24/24 giờ tại các chốt để kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép trên dọc tuyến biên giới. Chưa khi nào cán bộ chiến sĩ biên phòng lại phải gồng mình đến như vậy, vừa ngày đêm chống dịch nơi tuyến đầu tổ quốc, vừa lưu thông hàng hóa, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Những ngày này,
cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Cần Đước đang phấn khởi đón chào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Những néo đường cờ hoa rực rỡ sắc màu trong sự phấn khởi của lòng người cùng hướng về đại hội. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11 đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,6% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Trong đó, hợp tác là khâu đột phá trong việc tổ chức lại sản xuất, thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, toàn huyện có 23 tổ hợp tác, 19 hợp tác xã nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay thì các hợp tác xã đã có chứng nhận Việt Gáp cũng như là có cái liên kết đầu ra được những cái thị trường lớn như thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó thì cũng nâng cao được cái ý thức trồng rau của người dân. Hướng tới thì người dân trồng rau sang cái hướng không còn là ở cái Việt Gáp nữa mà sẽ trồng rau theo hướng hữu cơ. Nhìn lại một nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Cần Đước được nâng lên đáng kể. Huyện luôn quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa. Hiện nay, các xã thị trấn đều có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và hệ thống truyền thanh đảm bảo phủ sóng đều khắp trên địa bàn. Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng cao. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường học được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Đặc biệt, huyện Cần Đước chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo kịp thời người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đẩy mạnh công tác đào tạo và giải quyết việc làm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong cái nhiệm kỳ mới này, chúng tôi cũng tin tưởng là với sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, của địa phương, thì nhân dân Cần Đước sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển về mọi mặt. Một kết quả rõ nét của huyện Cần Đước trong nhiệm kỳ qua là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự chung lòng, chung sức của nhân dân, đến nay đã có 12 trên 16 xã được công nhận xã nông thôn mới. Bình quân các xã đạt 17,5 tiêu chí. Trong đó, xây dựng xã Tân Lân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cần Đước có nhiều tín hiệu phát triển đáng mừng trên tất cả các lĩnh vực. Đạt được cái kết quả như thế đó thì phải nói rằng đó là cái sự đoàn kết nhất trí cao của trong toàn đảng bộ huyện và cái sự chung sức đồng lòng của người dân Cần Đước. Đó thì chuẩn bị cái nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2020-2025 thì nhất là công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung lãnh đạo và có sự chỉ đạo cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội của Cần Đước đã cơ bản hoàn thành. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc trong huyện. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2832 trên BCGDT-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Công văn số 2873 trên BCGDT-QLCL ngày 3 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và công văn số 2908 trên BCGDT-QLCL ngày 4 tháng 8 năm 2020 về việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau. 1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tỉnh đoàn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai tổ chức kỳ thi và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trước mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi sau mỗi buổi thi. 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với các điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành y tế. Phân công chỉ đạo các lực lượng tình nguyện viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ các điểm thi để đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trước mỗi buổi thi. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi sau mỗi buổi thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn tạo điều kiện về chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ giáo viên, nhất là đội ngũ giảng viên của các trường đại học đến làm nhiệm vụ thanh tra tại các điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Theo nội dung trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau mô hình cây ATM gạo nghĩa tình đã góp phần thiết thực chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19, tại thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện một mô hình mới, cũng với ý nghĩa chia sẻ vì cộng đồng, đó chính là cây ATM khẩu trang, phát tặng khẩu trang miễn phí cho người nghèo, người đi đường, vừa đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 8. Nhận chiếc khẩu trang từ mô hình cây ATM này, bà Nguyễn Thị Hạnh vừa ngạc nhiên vừa mừng vui. Chiếc khẩu trang tuy không nhiều tiền, nhưng với người buôn bán ve chai như bà Hạnh, thu nhập mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng, được tặng miễn phí cũng đỡ tốn tiền phần nào. Vừa bảo vệ sức khỏe khi thường xuyên tiếp xúc với phế liệu, rác thải, chiếc khẩu trang còn giúp bà Hạnh phòng dịch. Khi mà nhận được là thì cũng mừng là mình nhiều khi mình đi mua nó cũng tốn tiền, đỡ tốn một phần nhưng mà nó đỡ trong cái bản thân mình nó khỏi dịch nữa. Cây ATM khẩu trang được thiết kế và hoạt động tương tự cây ATM gạo bởi các hai cùng ra lò từ một tác giả. Máy có người vận hành bên trong sẽ nhận diện khuôn mặt người nhận. Khi ấn nút, khẩu trang sẽ chạy ra đến tay người nhận. Máy có hai loại khẩu trang, loại dùng được 30 lần giặt thì máy sẽ nhả một cái. Còn khẩu trang loại chỉ dùng vài lần thì máy sẽ nhả ba cái. Khẩu trang được tặng miễn phí cho người cần dùng. Khẩu trang của mình hiện giờ là mình đang có khoảng 10.000 cái. Cái việc đeo khẩu trang này là cái việc mà phòng bệnh COVID này là tốt nhất và cái chi phí nó rẻ nhất. Thì mình cũng mong muốn là mọi người đều chấp hành cái việc đeo khẩu trang này. Mình cần cái chiếc khẩu trang này tại vì đi ra ngoài đường bây giờ khẩu trang nó cũng đang khó khăn này, không có này, mới cả đắt quá. Hiện cây ATM khẩu trang được đặt tại địa chỉ 204 đường Dương Đài, quận Tân Phú, chính là nơi đặt chiếc máy ATM gạo đầu tiên. Trước mắt mỗi tuần, ATM khẩu trang chỉ hoạt động một ngày do nguồn khẩu trang của nhóm thực hiện còn hạn chế. Chủ nhân ATM khẩu trang đang ấp ủ thiết kế thêm nhiều máy bố trí tại thành phố Hồ Chí Minh và tặng Đà Nẵng để giúp đỡ người nghèo cùng phòng dịch, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Để có cái nguồn lực cũng có cái nguồn tài chính để cho việc cái thực hiện này nó cũng rất là khó khăn. Mình cũng mong muốn làm cái này để làm một cái tiền đề để cho các đơn vị khác họ cùng làm. Một hộp khẩu trang y tế hiện có giá hơn 100.000 đồng, không quá cao so với mặt bằng chung. Nhưng với nhiều người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, lao động bị mất việc làm, lại là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Cây ATM khẩu trang nghĩa tình không chỉ san sẻ khó khăn với bà con mà còn góp phần giúp công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch.